Kính chào quý vị đến với chương trình Nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa bà con và quý khán giả, chăm lo cho đời sống công nhân dịp Tết đến xuân về là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa của các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Nam Bình Minh phối hợp với chính quyền địa phương, chức sắc tôn giáo tổ chức buổi họp mặt cuối năm cho gần 500 công nhân lao động. Đồng thời công ty cũng bàn giao công trình đóng góp xây dựng cổng chùa. Đó là một trong những việc làm góp phần xây dựng tiêu chí đời sống văn hóa ở vùng nông thôn mới này. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đóng chân trên địa bàn xã vùng sâu Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Bình Minh được thành lập, đi vào hoạt động và cũng từ đây cùng đồng hành với phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Phú Lý. 10 năm qua, công ty đã tạo điều kiện giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho gần 500 lao động địa phương. Trong đó, việc chăm lo cho đời sống công nhân lao động cũng là một trong những việc được ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm thực hiện. Các quy định về chính sách lương thưởng, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thăm hỏi gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học bổng cho con em lao động có thành tích học tập tốt, tổ chức những kỳ nghỉ, vui chơi định kỳ trong năm cho lao động được công ty triển khai đầy đủ. Dịp xuân Canh Tý 2020 này, công ty đã tổ chức buổi tiệc chay thân mật, các chương trình giao lưu, văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng cho công nhân lao động tại chùa Pháp Bảo, xã Phú Lý. Em làm việc được 4 năm rồi, năm nào cũng có tết niên hết, riêng năm nay thì được ban lãnh đạo của công ty tổ chức thật là vui, cảm thấy ban giám đốc có quan tâm rất tới công nhân rất nhiều. Cùng việc tạo điều kiện giải quyết việc làm, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Bình Minh còn là một trong những mạnh thường quân, mạnh tay đóng góp cho các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng trên 30 km đường điện, đường giao thông nông thôn, hưởng ứng phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp. Vừa qua, công ty cũng đã đóng góp cho địa phương xây dựng công trình cổng chùa Pháp Bảo với kinh phí trên 500 triệu đồng. Anh là cũng một con người về làm từ thiện rất nhiều. Vì tất cả mọi người dân nghèo, nhưng công ty của ảnh mặc dù bận rộn việc công ty nhưng mà anh cũng lo vấn đề xã hội nói chung và riêng đối với tôn giáo thì ông có niềm tin đặc thù đối với tôn giáo. Thì hôm nay tất cả những công trình dù nhỏ dù lớn ảnh đã có một cái tâm huyết gây dựng ngôi chùa để cho tất cả mọi người để chiêm bái. Đó là một cái điều diễm phúc cho xã. Quá trình xây dựng nông thôn mới của Phú Lý đó, thì bên cạnh chúng ta phát triển về kinh tế, về văn hóa xã hội, thì vấn đề xây dựng cái công trình của cả cơ sở tôn giáo là một cái công trình văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nếu như vậy là chùa Pháp Bảo đây thì trong một thời gian thì chúng tôi kêu gọi công ty Nam Bình Minh của anh Vũ để đóng góp xây dựng chùa, thì công trình này anh Vũ hỗ trợ là 500 triệu và trực tiếp xây dựng rồi trực tiếp thiết kế, và hiện nay thì công trình đã hoàn thành để đóng góp vào cái công trình văn hóa của địa phương để đi liền với xứng đáng với là xã nông thôn mới nâng cao để gắn liền với văn hóa. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015 và nông thôn mới nâng cao năm 2018, giai đoạn 2019-2022. Xã Phú Lý đặt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công ty Nam Bình Minh cũng là doanh nghiệp đầu tiên tiên phong hỗ trợ, đóng góp cho địa phương thực hiện đề án mới này. Thưa quý bà con, mang một ý nghĩa thiết thực, từ năm 2018 đến nay, phong trào toàn tỉnh thi đua sáng xanh sạch đẹp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tích cực tham gia của chính quyền và nhân dân của hầu hết các xã nông thôn mới trong tỉnh. Chương trình đã tạo một bộ mặt nông thôn mới với sức sống mới, diện mạo mới, con người mới. Mang một ý nghĩa thiết thực, từ năm 2018 đến nay, phong trào toàn tỉnh thi đua sáng xanh sạch đẹp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tích cực tham gia của chính quyền, nhân dân của hầu hết các xã nông thôn mới trong tỉnh. Từ đó đã tạo bộ mặt nông thôn mới với sức sống mới, diện mạo mới, con người mới.
hoa vàng, cỏ xanh, cảnh sắc hữu tình. Đó là những hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy nếu có dịp về xã nông thôn mới nâng cao Lâm San, huyện Cẩm Mỹ. Một xã từng thuộc diện nghèo nhất của huyện Cẩm Mỹ, từng nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, rồi nông thôn mới nâng cao, thi đua phong trào sáng xanh sạch đẹp, bộ mặt nông thôn của xã Lâm San giờ đây đã hoàn toàn đổi thay, khởi sắc. Thi đua phong trào sáng xanh sạch đẹp, từ năm 2018, lãnh đạo xã Lâm San đã vận động nhân dân địa phương thực hiện 503 sạch, làm sạch đẹp môi trường, trồng hoa chuông vàng phủ kín các tuyến đường liên xã, trục xóm ấp, trục nội đồng, tạo cảnh sắc khang trang, là miền quê đáng sống. Từ khi có chương trình nông thôn mới, em thấy cuộc sống ở đây đã thay đổi rất là nhiều. Đường xá được xây dựng khang trang hơn và hai bên đường được trồng rất là nhiều hoa đẹp và em sống ở đây rất là vui. Từ khi có chương trình nông thôn mới đến giờ thì em thấy đường xá thì được khang trang hơn, hai bên đường thì có rất nhiều cây cối và hoa đẹp và tạo cảm giác cho em phấn khởi một khi đến trường đi ngang qua con đường này. Hiện nay, xã Lâm San có trên 40 km đường giao thông nông thôn đã được trồng hoa chuông vàng, hoa đậu phộng, có hệ thống điện chiếu sáng, có tổ tự quản dọn dẹp vệ sinh môi trường. Xã Lâm San hiện là xã có số km đường trồng hoa lớn nhất của tỉnh nhà. Sau khi mà xây dựng cái nông thôn mới thành công được rồi, thì chúng tôi tập trung làm cái sáng xanh sạch đẹp, thì nó đã thay đổi hẳn cái như về cái diện mạo của xã. Các cái nhà thơ, nhà báo về họ làm cũng nhiều cái bài thơ, bài báo, bài văn cũng rất hay. Họ ca ngợi về cái vấn đề cái như là một vùng đất đáng sống, rồi cái như các thứ, rồi một vùng đất đẹp, rồi đó. Nhưng cái quan trọng nhất là người dân ở đây, con em ở đây, đi làm ở thành phố, Tết lễ về, thấy xã sạch, đẹp, họ rất phấn khởi. Các cái gây như là người thân ở các nơi, vì xã Lâm San là hình như là 61 tỉnh thành là có mặt dân ở đây. Các cái như là ở các cái quê về đây, người ta cái như là đến từng gia đình, cái như thân của người ta thăm, người ta thấy sạch đẹp như thế, người ta rất phấn khởi. Người ta cái như là nói là cái xã đáng tự hào. Đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018. Hiện nay, chính quyền và nhân dân xã Lâm San tiếp tục đặt mục tiêu mới với việc bắt tay thực hiện đề án nông thôn mới kiểu mẫu Lâm San giai đoạn 2020-2022. Thưa quý bà con, hưởng ứng phong trào thi đua sáng xanh sạch đẹp cùng sự hỗ trợ một phần kinh phí của Ban dân vận thành phố Long Khánh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Trâm đã vận động kinh phí xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp, lần đầu tiên xây dựng thí điểm thành công mô hình ruộng lúa bờ hoa. Đây là tuyến đường nông thôn mới đầu tiên ở thành phố Long Khánh, được người dân địa phương gọi là tuyến đường độc và lạ nhất. Khi đến đây, điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy, phía dưới là ruộng lúa, ven đường là hàng hoa nở rực rỡ, cảnh sắc hữu tình. Đường này thuộc tuyến đường nội đồng dẫn vào khu vực sản xuất lúa của bà con nông dân ấp Bào Sầm, xã Bào Trâm. Trong thời gian qua, để xây dựng xã Bào Trâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì cả hệ thống chính trị của xã cũng đã tập trung tuyên truyền người dân, cũng như là tổ chức phát động rất là nhiều phong trào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Thì trong đó thì nổi bật nhất là cái phong trào đầu tư xã hóa giao thông nông thôn. Thì một trong những cái mô hình mà xã đã và đang tiếp tục triển khai đó là cái mô hình là ruộng lúa bờ hoa. Thì để thực hiện cái mô hình này thì về phía xã thì được sự quan tâm của Ban Dân vận Thành ủy cũng đã phối hợp để vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn xã sẽ hỗ trợ hoa rồi cây giống. Còn về phía người dân thì người dân là sau khi mà được triển khai phong trào này thì phải nói là một cái điều rất là phấn khởi, là người dân rất là hăng hái, tích cực, rất là phấn khởi khi mà được triển khai mô hình này. Tuyến đường này hiện có chiều dài trên 400m, tổng kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa trên 300 triệu đồng. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí và các nguồn đóng góp xã hội hóa,
xã Bầu Trâm cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Dân vận thành phố Long Khánh trong việc thiết kế nội dung, ý tưởng, xây dựng mô hình. Khi mà có cái chủ trương làm con đường này đó, thì tôi là trực tiếp vào cùng với bà con, thấy cái đường nó đẹp, hai bên là lúa, chính giữa là đường nội đồng. Tôi mới đề xuất với bà con là thôi bây giờ tôi mua hoa, tôi vận động mua hoa để bà con trồng, chăm sóc. Thì hôm nay thấy vậy là vui lắm, thấy vui lắm. Còn cái 2 tháng thôi, hoa nó đẹp như thế này rồi. Mà nếu như những con đường khác như thế này nữa thì chắc tuyệt vời. Vài bữa nữa thì bắt đầu dân người ta xạ lúa rồi, thì lúa sẽ lên. Rồi lúa xanh, lúa chín sẽ lên hòa với cái đường hoa này thành cái ruộng lúa bờ hoa. Và cái mô hình này tôi thấy rất thích. Nhiều năm tôi cũng ước sẽ có một con đường như thế này. Hôm nay thành hiện thực. Và tôi cũng mong rằng là bà con tiếp tục chăm sóc. À, từ cái giống này bắt đầu nhân rộng ra nhiều con đường khác trên cái địa bàn ấp Bầu Sầm, xã Bầu Trâm của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Hoàn thành đi vào hoạt động, với cảnh sát hữu tình, mô hình ruộng lúa bờ hoa đang nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ nhân dân trong và ngoài xã, đặc biệt là nhân dân ấp Bầu Sầm. Để mình cũng góp ít chút công để mình làm cho nó đẹp ở địa phương mình, cho nó ai thấy cũng thích, cũng muốn gì đó. Cho nên mình chỉ có con đường mình cũng rất là vui, rất là mừng, rồi thêm đường bông nữa để một ngày là 3 ngày mình tưới một lần, rồi 10 ngày nửa tháng mình bỏ một lần phân để mình chăm nó cho nó tốt, nó đẹp, để cho mỗi người ngắm một chút. Trong vấn đề là ủng hộ công cuộc xây dựng nông thôn mới, mà xã Bầu Trâm năm nay là nâng lên nông thôn mới, nâng cao. Cho nên ở đây là vừa qua có phát động toàn bộ bà con, không phải riêng cái đường này đâu, mà toàn bộ trong địa bàn ấp Bầu Sầm là may chúng tôi đã làm được là khoảng 7,2 cây số. Riêng tuyến đường này là được là Ban Dân vận thành phố và phụ tử thành phố ủng hộ 100 triệu, bà con tôi đóng 150 triệu nữa là 250, làm tuyến đường này thì trước hết là cũng nhờ các cấp lãnh đạo đảng được trên nữa ủng hộ trong đường đó để sáng xanh sạch đẹp. Những đường qua thì bà con là cũng vô trồng rồi chăm sóc. Nói chung là cái đường làng ngõ xóm thì nói chung là bữa nay hưởng ứng cái phong trào thì không phải từ con đường này, chúng tôi là muốn nhân rộng ra những con đường khác nữa. Là một trong những xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Long Khánh giai đoạn 2011-2019. Hiện nay, xã Bầu Trâm đã hoàn thành hồ sơ thẩm định xã nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu trong năm 2020, xã Bầu Trâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình giao thông nông thôn, thi đua phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, nhân rộng mô hình ruộng lúa bờ hoa. Chương trình nông thôn mới xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.